bốn con này về thì tôi biết uống rượu gì trắng tinh. Này về có uống rượu không? Ôi trời, ra làm những thịt chó mấy con này nướng là được. Ok, có nướng chim nướng. Ở lại xin chào toàn thể các anh em nhé. Thì ở video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách đánh chim chào mào bằng lưới tàng hình. Thì đầu tiên cái thứ nhất là anh em phải chọn được cái địa hình chào mào nó về. Đấy, hiện tại mùa này thì cái nguồn thức ăn nó đang khan hiếm thì nó sẽ tập trung vào những cái cây ăn quả. Và cái thứ hai nữa là cái nguồn nước. Đấy, anh em cũng biết rồi, đợt này là vào vụ đông thì chim đóng đàn rất là mạnh này. Còn về cái lưới đánh chào mào đây thì anh em có thể thấy là sử dụng bằng cái lưới mắt 4 phân, 5 diềm 4 túi. Đây là anh Chiến và anh Thắng, thì hai anh là đang bắt đầu là trăng những cái cánh lưới cuối cùng. Chim đợt này đánh thì nó sẽ về uống nước ở khu vực cái ruộng lúa cuối cùng đây anh em này. Cái ruộng lúa này thì nó còn 4 hay 5 vũng nước này. Để chiều hôm qua đi tầm qua đây thì thấy khá là ok đây anh em. Đàn này thì nó là chim chào mào xanh. Đối với con chim chào mào xanh thì cái giá trị kinh tế của nó thì không có. Nhưng mà đàn này thì nó có tầm khoảng 20 cái con chào mào má đỏ ấy. Đấy, chim đấy thì đợt này đánh đuổi lưới về thì bán được 70.000 đồng trên một con. Còn lưới thì là 5 diềm 4 túi. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu mua lưới thì anh em có thể là liên hệ vào cái số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, anh em điện đến thì bên cơ sở em là sẽ có nhân viên tư vấn cho anh em. Còn bây giờ thì xuống đây quay cho anh em xem cách giải này. Lưới này thì khi anh em mua của bên cơ sở em ấy thì đều làm nhôi hết rồi. Đấy, anh em chỉ về chuẩn bị cọc anh em sử dụng thôi. Cọc thì nhiều loại cọc để anh em đánh, một là cọc inox này, hai là cọc tre. Đấy thì đấy là những cái cọc mà cố định để anh em sử dụng. Còn ở khu vực đây thì lên một cánh lưới nữa để chặn vào cái bãi xoàn này. Đấy, lưới chào mào này thì khi làm vào rồi nó cao khoảng gần 6 mét anh em. Đấy thì anh em sử dụng một là cái sào 7 mét, hai là cái sào 8 mét, đánh bỏ ở bên dưới tầm khoảng 50 cho tới là 70 phân, cho tới 1 mét cũng được. Đấy, bây giờ thì anh em cùng theo dõi cái video này, lát nữa thì bắt chim thì em sẽ quay cho anh em thực tế hơn. Vừa được hai con nhu tiếu anh em ạ. Con chim này nó cũng xuống uống nước này. Đấy, được hai con. Nó trèo ác thế nhỉ. Nhu tiếu nó to ăn chào mào anh em. Ui mệt quá. Đuổi nó khu vực đây. Để bác Chiến đang bắt này. Hai con anh em. Ui giời. Mệt lắm. Khôn nhỉ anh nhỉ. Thằng thế mà đeo sàng. Ô. Rụng hết lông cánh à? Lưới này thì cũng khá là ok anh em. Nếu tiếu vào thì nó dính đòn đây. Này. Hai anh em là cũng được. Ba anh em là được hai con rồi. Đủ uống rượu. Ui dụng hết sạch lông trời. Đàn chào mào thì nó vẫn cứ quẩn đằng sau, nó chưa ra anh ạ. Đây khu vực đây thì đang vướng một chú nhổ sắn ở đây, đâm ra là chim nó không dám vào. Hai con. Lát chào mào ra thì quay cho anh em cùng xem nhé. Này vướng người anh em ạ. Đây vướng người thì được tổng cộng có hai con chào mào thôi, mấy cả hai cái con chim liếu tiếu này anh em này. Đấy, mọi hôm nó về đây nó uống nước nó ngủ luôn ở bãi trong đây, nhưng mà vướng người giữ sắn ở đây thế này hỏng hết anh em. Tiếc quá. Giờ này thì khá là đông anh em. Ui dính đây tanh tách này. Anh biết thu lưới không? Mình thì ông biết thu một cái này. Ông bố ông cháu cái rồi nhanh nhé. Ừ. Em đang đi sang kia hạ ông cái kia. Cho gỡ nhá. Một người tụt đầu, một người thu. Thế còn gỡ con này. Gỡ đi. Để được hai con chào mào, đèn nhỉ. Mày quá đi đánh ngồi, mày chào mào đây nha, vinh lưới này. Mày chào mào xanh anh em. Đấy. Bốn con này về thì tôi biết. Uống rượu gì. Mày về uống rượu không? Ôi trời, ra làm những thịt chó mấy con này nướng là được. Ok, có nướng chim nướng. Đèn gì, số đéo ra gì thì đánh với người. Đừng thôi nhá, thôi ối rồi. Này, thành quả đây, ba người nhá. Phải chỗ này chắc đủ.
chắc là xào, nếu mà xào cho nhiều rau vào khả năng vẫn xay được. Độn ví dụ xài lá lốt nhỉ. À, anh em nào mà có nhu cầu mua lưới đánh trào màu thì liên hệ nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Còn bây giờ thì mấy anh em tranh thủ thu lưới đi, rút quân anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.